Lấy cảm hứng từ một đại thiên hà mới, nơi hội tụ tinh hoa của vũ trụ, khu căn hộ đẳng cấp Blue Galaxy vươn mình và mở ra không gian sống thời thượng, xứng tầm với cộng đồng cư dân ưu tú, thành đạt. Với điểm chung là xu hướng sống thông minh trong một tập thể cư dân giàu tri thức, Blue Galaxy được quy hoạch bài bản, tạo nên bến đỗ an cư bền vững đến nơi mỗi chủ nhân được là chính mình và tự do tỏa sáng theo những cách riêng biệt. Được đánh giá là dự án có tọa độ vàng, Blue Galaxy đầy tiềm năng khi tọa lạc mặt tiền đường thống nhất lộ dưới 32m đến tuyến đường thuộc quy hoạch trục chính Đông Tây, cuối tuyến nối với bến xe miền Đông mới. Đây là trục đường quan trọng kết nối từ quốc lộ 1A đến quốc lộ 1000. Cũng từ Blue Galaxy, trong bán kính 5km, cư dân dễ dàng kết nối mọi điểm đến. Ngoài ra, chỉ 1 phút đến khu đô thị Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 5 phút đến trung tâm thành phố Dĩ An và 9 phút đến khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, hay 30 phút về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ dừng lại ở kiến trúc tổng thể ấn tượng, những thiết kế bên trong mỗi căn hộ cũng được chủ đầu tư đặc biệt tính toán kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Gói chọn các dịch vụ và tiện ích đa dạng, Blue Galaxy tiên phong xây dựng một tiêu chuẩn sống thông minh, thời thượng tại khu vực phía đông Sài Gòn. Tuyến metro số 1 đạt 99% khối lượng công việc. Blue Galaxy Dĩ An kết nối qua trục thống nhất để đến trực tiếp nhà ga số 14 tuyến metro số 1 bến thành Suối Tiên. Đường thống nhất mở rộng liên kết tới bến xe miền Đông mới. Sự thuận tiện sẽ giúp bất động sản tăng giá. Dự án Blue Galaxy còn một vài căn giá tốt từ chủ đầu tư. Căn 2 phòng ngủ giá từ 2,4 tỷ, đợt đầu thanh toán 30% tương đương 720 triệu, mỗi tháng góp 3% tương đương 72 triệu. Đã có ngân hàng hỗ trợ cho vay tối đa 70%. Quý anh chị quan tâm đến dự án Blue Galaxy của chủ đầu tư Hưng Thịnh thì liên hệ em Trí qua số điện thoại 0979798664. Yêu thương Minh Trí, hãy cho Minh Trí một like, một share và một subscribe YouTube của em nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Chào thân ái, quyết thắng và hẹn cả nhà vào video tiếp theo của em Trí tại dự án New Galaxy Làng Đại Học.